khói buốt. Trong tâm can lại là lon xì tin. Tao chỉ muốn ngồi nơi đây hoa hậu. Mơ em kỳ duyên. Tao chảy máu. Đời tao thì bảy màu. Đời mày còn tao thì mày sẽ gãy đầu. Vô. Không cần biết. Đây là lửa chạy. Tao đang tỉnh, đang mê và nửa dậy. Không cần biết bây giờ là sập cargo. Khi mà tao đứng lên các em gái phải bọc ba lô. Ba lô cho anh mà anh sẽ phát cái vòng. Hôm nay mà anh sẽ nói em là anh là trái ngầu. Yo, trái ngầu đến từ phương Tây. Hôm nay mà tao sẽ nói là vần câu tao không hề nương tay. Yo, trên tay nó là lon xì. Tên thằng này là con gì Thảo chứ đéo phải con gì Huyền. Cho mày thấy tụi tao không phải là phương Tây. Nhưng mấy em gái nhìn tao là phải là thương ngay. Cho mày thấy nè, tụi tao đang ngồi đây trên sân thượng không dân nhượng. Tụi tao không phải tân giường. Cho mày thấy những câu vần này là tao đã từng tập luyện. Tao sẽ đập thẳng vào mặt mỗi khi tao gặp chuyện. Yeah, bây giờ chắc đây là tập phim. Cho mày thấy được rằng tao không phải là thân hình tập gym. Đây là bụng bự, anh em cần phụng sự. Tao không phải là người quét theo cái bao thư. Giống như tao ư không dễ đâu cu. Tại sao tụi mày để mà để râu ngu. Thằng này để râu nhưng không phải là râu quai nóng. Cho mày thấy được rằng thằng này đâu ai đó. Chỉ có ba có má mà thằng này là BD đặc cu. Cho mày thấy được rằng mày là con bà thu. Thằng này con là ngu, thằng này chén con và con nít ranh. Tụi mày là nít thì đừng hòng đến mà chích anh. Trời, lắc nè. Cắt cùm là cắt nè. Anh em tao thắt mắt nè. Hằng em tao bắt nè. Cho tụi mày thấy tao đang bắt và đang bắt gà. Tụi tao như là chu can. Không có ai lưu bang thu sang. Hạ vườn trăng đã lên cao. Trên đó là Huỳnh Công Hiếu tên tao. Tại sao mày lại muốn phải bên tao. Trước khi tao đã nhúng nhẽ đúng quả. Đây là quả báo. Cho mày thấy được rằng tụi tao có mua một quả pháo. Tụi tao bắn lên trời bằng. Tụi mày giống như là con thằng lằn. Tụi mày trèo trên tường đi lên nương. Tụi tao ngồi ở đây và người ta sẽ ghi tên Hương. Tao không phải là Hương, tao đéo phải là Sương. Tao là Hiếu, đừng có mà xin thiếu tiền. Tụi tao không phải là Hiếu Hiền lùng mà lên mạng đi diễn hài. Tao không phải là đồ Trung Quốc bởi vậy mày miễn xài. Cho mày thấy tao diễn dai giống như là một diễn viên. Tao muốn đi bơi ở nơi là biển Tiên Đồng.